Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì chúng ta lại được chiêm ngưỡng hai siêu phẩm đến từ Mỹ. Những chiếc đẩy Crown Macrotech 5002 VZ vừa mới cập bến nhà Hạnh Phương xong. Chắc bác đang chơi những dòng loa Mỹ thì chúng ta muốn chơi hay và muốn gọi là thể hiện đúng cái chất âm của dòng loa đã được thiết kế thì chúng ta phải chơi những cái cục đẩy nó có cái độ nhạy cao cũng như là có cái chất lượng âm thanh tốt. Các bác bỏ ra số tiền là 3-40 triệu hoặc là 5-70 triệu để mua một đôi loa rồi. Nếu chúng ta sử dụng cái cục đẩy công suất mà nó kém chất lượng thì đương nhiên là chúng ta sẽ không khai thác được hết cái gọi là những cái ưu điểm nổi bật của nó. Thì để chúng ta có một bộ karaoke đồng bộ hay thì mời các bác hãy cùng chiêm ngưỡng hai chiếc đẩy ngày hôm nay. Những chiếc đẩy công suất đẹp xuất sắc luôn các bác. Các bác nhìn cho em này. Hôm nay thì trời âm u buổi tối nhưng mà em quay cũng các bác cũng nhìn những cái chi tiết mà là nó rất là đẹp. Xanh nét luôn các bác này. Dây giác trắng mốt. Đấy. Tất cả hàng zin chuẩn 100% các bác này. Ngon. Mặt mũi đẹp. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà các bác nhìn cái nét đẹp của nó. Nó rất là chuẩn. Crown Manotech 5002 VZ. Những con đẹp như thế này. Các bác đấy là trên thị trường mà gặp những cái tay gọi là bán chuyên nghiệp những con này ấy, thì giá thành của nó phải đội lên tầm 38-40 mấy triệu. Nhưng mà đến với anh Phương thì nó rất dễ chịu các bác. Đấy. Hai con đều đẹp. Trong này thì có một con chạy điện 120, có một con chạy điện 220. Đấy. Thì cái con này, đây các bác nhìn được sau thì sẽ biết. Con này là chạy bản chạy điện 230. 230. Đấy. Còn cái bản này là bản chạy điện 120. Các bác nhìn này, nét trong veo. Xuất sắc luôn. Zin nét đẹp. Xanh nét. Những con này thì hiện tại đang có giá rất là tốt các bác nhé. Giá của nó thì em bán để bán nhanh, bán giao lưu và bán gọi là chăm các cụ nói rằng là nhẹ không mau tát mà bán nhanh để gọi là giao lưu cùng các bác thì họ sẽ bán tầm 35 triệu nhưng với em sẽ bán tầm 32 triệu. Nhanh lên đường các bạn. 32 triệu cho một con đẩy Crown 5002 VZ đẹp như thế này. Đấy. Chơi những con này thì chất âm của nó thì khá là ngon. Với công suất của nó đạt 1650W một kênh. Chúng ta có thể đánh với bất cứ dòng loa nào, súp công suất lớn nào thì con này nó đều chơi được. Đấy là đánh ở trở kháng 8 ohm. Chứ còn nếu đánh xuống 4 ohm thì công suất nó còn lớn hơn rất nhiều các bác. Máy chạy ổn định, lành lặn. Và những sản phẩm này thì hàng đã qua sử dụng nhưng em vẫn bảo hành cho các bác trong vòng thời gian 1 tháng các bác nhé. Bảo hành đầy đủ cho các bác là hàng zin nguyên bản và bảo hành 1 tháng. Hàng chuẩn đẹp. Giá thì công khai bác là hai con này giá thành như nhau. Với mức đầu tư là 32 triệu. Bác nào đầu tư thì alo cho em với số máy 0971998555. Còn nếu bác nào mà đầu tư cái con mức độ vừa phải thì nhà em cũng đang có con khoảng 30 triệu. Đây là một con với mức giá đầu tư là 30 triệu. Đấy. $30 triệu cho con này. Nhà em hiện tại đang có 3 con. Và các bác chú ý cho em là nhà em có thêm một cái mẫu tủ máy để các bác chơi, để đồ sự kiện hoặc là để đồ gia đình. Màu rất là tươi đẹp các bác này. Đấy. Có cửa đằng trước, có cửa đằng sau và có lỗ thoáng. Tay sách này các bác nhìn này, hàng xịn, hàng cao cấp, nó rất là đẹp. Đấy. Đây là tủ máy dành cho em nào chơi. Giá thành của nó thì loanh quanh trên dưới 3 đồng. Anh em nào đầu tư thì alo cho em cho có nhé. Trên dưới 3 đồng một con đấy. Đấy, rất nhiều sản phẩm đẹp. Còn về chất âm của Crown thì các bác yên tâm là không phải chê. Nếu để con nào vượt được tầm chất âm của Crown thì các bác cứ mang trong đây thi đấu đi.
Chứ còn nếu mà như nhà em thì các bác đến thì các bác cứ bảo là nhà ở nhà anh Phương sao nó đánh hay thế, bởi vì là nhà em toàn dùng cloud thôi, cho nên là cái chất âm của nó rất là mềm mại và sâu. Đấy, con nào thì bác chọn con nào thì alo cho em nhé các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.